Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề thủy và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự đánh giá kết quả triển khai chính sách giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Một bàn cần quan tâm sẽ có những nội dung giới thiệu về chính sách thuế, lệ phí mới đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến hoạt động của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn đối mặt với không ít thách thức khó khăn. Nhằm tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ngày 25 tháng 9 năm 2021, chính phủ đã ban hành quyết định số 27 giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngay sau khi quyết định 27 có hiệu lực, lãnh đạo cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành công tác tuyên truyền thống kê, hướng dẫn lập hồ sơ thẩm định và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân theo đúng quy định. Đánh giá về công tác này trong năm 2021 qua phóng sự sau. Theo quy định của Quyết định 27 của Chính phủ, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021. Mức giảm tiền thuê đất này được tính trên sổ tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên sổ tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được. Sau khi quyết định 27 được ban hành, cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng chỉ đạo quảng triệt phổ biến có hiệu quả nội dung chính sách đến đông đảo người nộp thuế cũng như toàn thể cán bộ công chức trong toàn ngành. Cục thuế đặt trọng tâm hàng đầu đối với nhiệm vụ kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ cho người nộp thuế về các chính sách gia hạn, giảm, giảm về thuế và tiền thuê đất nói chung giúp người nộp thuế khôi phục sản xuất, vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ổn định lâu dài cho ngân sách. Việc tích cực triển khai phối hợp đồng bộ, liên tục xử lý khối lượng tương đối lớn hồ sơ, đảm bảo đúng thời gian quy định đã kịp thời hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thắt chặt thêm sự đồng thuận, ủng hộ của cơ quan tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế đối với cơ quan thuế trong quá trình thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất một nhiệm vụ quan trọng được ngành thuế Thế thiên huế tích cực thực hiện đó là các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ việc triển khai chính sách nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt chính sách thuế mới xác định đúng đối tượng thời gian và tỷ lệ ưu đại cục thuế đã xây dựng các tin bài video clip về nội dung này đăng tải trên trang thông tin điện tử cục thuế facebook zalo cục thuế và website hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để chuyển tải thông tin nhanh chóng đến người nộp thuế trong đó chủ yếu tập trung vào đối tượng áp dụng hướng dẫn hồ sơ, trên từ thủ tục giảm tiền thuê đất. Ngoài việc thực hiện tuyên truyền ở các kênh thông tin cấp tỉnh, cục thuế cùng chỉ đạo các chi cục thuế cấp khu vực và cấp huyện kịp thời tuyên truyền và triển khai chính sách hỗ trợ đến các doanh nghiệp người nộp thuế trên địa bàn mình quản lý. Tổ chức phân công các bộ phận trong cơ quan thuế tiếp nhận bằng phương thức điện tử, tiếp nhận trực tiếp và qua đường bưu chính, xử lý thông tin trên hồ sơ đề nghị để giảm tiền thuê đất cho người nộp thuế theo đúng quy định. Cục thuế cũng đã tăng cường thông tin trên các phương tiện, thông tin đại chúng, à, phối hợp với Đài Truyền Hình và thanh Truyền Hình Tỉnh Thừa Thiên Huế để thông tin kịp thời cho doanh nghiệp. Đồng thời thông qua các trang Zalo, Facebook à, của cục thuế chúng tôi đã truyền đạt đến cái thông tin này đến cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Với những cái kết quả đó, thì trong thời gian qua à, các doanh nghiệp đã tiếp cận được thông tin và đã uh, gửi các hồ sơ đến cơ quan thế Cùng với các phòng ban liên quan với chức năng nhiệm vụ của mình, phòng quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu kháng cũng đã tích cực triển khai các quyết định có liên quan của quyết định số 27 trực tiếp tiếp nhận phối hợp với các chi cục thuế khu vực huyện và thành phố Huế khẩn trương tiếp nhận xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuế đất. Bên cạnh đó, phòng cũng phân công cán bộ thực hiện việc cập nhật, tra cứu, ra soát và kiểm tra hồ sơ trong hơn 3 tháng triển khai quy định, tính đến 20 tháng 12 năm 2021, Phòng Quản lý Hồ Kinh doanh cá Nhân và Thu Khác đã tiếp nhận và thẩm định hơn 225 hồ sơ do các chiếc cục thuế chuyển đến. Phòng đã phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Dư toán và Pháp chế, thẩm định đảm bảo đúng thời hạn trên tự. Qua đó tham mưu lãnh đạo cục, ban hành quyết định giảm tiền thuê đất cho 188 trường hợp với số tiền gần 29 tỷ đồng đồng thời tiếp tục tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị giảm 30% tiền thuế đất phải nộp của năm 2021 cho người nộp thuế theo đúng quy định. Chính sách giảm tiền thuế đất năm 2021 này đã góp phần kịp thời cho các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, hồ gia đình cá nhân chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, qua đó là tạo điều kiện ổn định phục hồi sản xuất kinh doanh. Như vậy, chính sách giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quyết định số 27 của chính phủ đã được ngành thủy Thế Thiên Huế triển khai kịp thời. Quá trình triển khai chính sách đảm bảo về thời gian, trên từ xử lý, nhanh chóng, chính xác. Các đối tượng theo quy định hầu hết đã được ban hành quyết định giảm tiền thuê đất trong năm 2021. Điều này sẽ góp phần kích thích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sớm khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh, từ đó thích ứng và có định hưởng hợp lý trong giai đoạn bình thường mới hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp sản xuất trong nước, nhằm hỗ trợ người dân thúc đẩy tiêu thụ, kích cầu tiêu dùng thị trường xe trong nước, lần thứ hai trong hai năm qua, chính phủ tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ và gia hàng thời hàng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2021 của chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ mốc hoặc mi rơ mốc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước

ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế thể nếu có. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20-2019 NDCP ngày 21 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140 2016 ndcp ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về đề phí trước bạ. Các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các phân bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Nghị định số 104 2021 NDCP ngày 4 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ nhà hàng thời hàng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Ngày 4 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 104 2021 NDCP. Theo đó, Nghị định áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước, cơ quan thuế, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan gia hàng thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tình thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp đặt trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế cụ thể như sau. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tình thuế tháng 10 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021 thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phản sinh của kỳ tình thuế tháng 11 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2021 người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hàng người dễ đề nghị gia hàng thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản về trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo người định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hàng cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế trường hợp giấy đề nghị cho hàng thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không độp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời hạn nộp giấy đề nghị cho hàng thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2021 cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hàng thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại nghị định này người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị cho hàng đảm bảo đổ tường được giá hàng theo nghị định này nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị cho hàng thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế sau ngày 15 tháng 12 năm 2021 thì không được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại nghị định này. Chuyên đề Thủy và cuộc sống của Đài Phát thanh và Trường hình Thanh Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ngại chào tạm biệt.